Night World năm 2022. Thì các thủ Viettel đang đứng ở vị trí thứ 2. Dứt điểm quá đẹp mắt, đó là pha dứt điểm của Bảo Toàn. Pha đi bóng sọc thẳng vào trung lộ, sau đó cầu thủ bên phía Viettel đã tranh chấp nhưng bóng vẫn đến chân Bảo Toàn. Và thời điểm này anh đã tung ra một pha dứt điểm ở chân trái quá tuyệt vời. Hai bàn thắng của trong trận đấu này đều là những siêu phẩm. Tỷ số bây giờ là 1-1. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 24 của hiệp 1. Trước đó là bàn thắng của Giovane, cũng có một pha dứt điểm ở ngoài vòng cấm, bóng đi vào góc cao. Và bây giờ Trần Bảo Toàn đã trả lời ngược lại đối với câu lạc bộ Viettel. Quá đẹp mắt, không có cơ hội cho thủ môn Quang Thế Tài để cản phá. Bóng đi rất khó. Hy vọng với cầu thủ Hoàng Gia Lai ghi được bàn thắng quân bình tỷ số, trận đấu này sẽ diễn ra hấp dẫn. Brandao, vẫn là Brandao. Đối mặt Brandao đó là Đức Chiến, không thể vượt qua được trung vệ đội trưởng bên phía câu lạc bộ Viettel. Hoàng Đức, Hoàng Đức đã có hai chức vô địch tại SEA Games. SEA Games năm 2000.